Cái này lên cót rất căng. Đó, lịch nhảy rồi nhé. Nhưng mà con này à, cái này của Đắk Nông à, cái đấy kiểm tra đấy, tóc vẫn văng được này nhưng mà không thấy không chạy à. Nên sẽ tháo ra kiểm tra cái đồng hồ này. Ngựa không đá. Đấy, ngựa không đá. Ngựa không hề đá nhé. Đấy. Cái ngựa không đá này thì phải máy rồi, trong máy có vấn đề rồi. Xả cót này. Cái con này, những cái đồng hồ này chỉ có một cách xả cót duy nhất nhé, là tháo ngựa ra thôi. Riêng đồng hồ tự động này, phần lớn đồng hồ tự động này chỉ có đây này, cái hộp cót ở đây. Đấy. Thì nếu muốn xả cót chỉ còn cách tháo con ngựa ra thôi, không còn cách nào khác cả nhé. Không giống như cái đồng hồ cổ Liên Xô ấy thì nó lại xả cót rất là dễ, nhưng với đồng hồ này ấy, thì chỉ có một cách duy nhất thôi nhé. Đấy. Bác nào có cao kiến cách nào khác thì chỉ em ấy. Đó, này cái bảng chắn của con ngựa này. Đây, em tháo ngựa nhé. À, các bác thấy là khi tháo ngựa ra rồi này, cót vẫn chưa xả này, đúng không? À, bây giờ em thử lấy cái đầu này em di vào bánh răng này nhé. Đấy, bây giờ nó mới xả cót này, tức là máy này đang bị kẹt. Đó, các bác thấy này, bây giờ cót nó mới xả, tức là máy này đang bị kẹt máy. Vậy thì phải tháo ra kiểm tra xem là nó bị kẹt ở chỗ nào. Đúng không? Rồi. Đây, em sẽ để ở đây nhé. Em sẽ lên cót này để cho nó quay nhìn mình kiểm tra. Đó. Em thấy cái kim giờ này, cái đầu kim giờ này. Các bạn nhìn thấy khi nó chạy nó lúc cao lúc thấp, lúc cao lúc thấp. Đây nhá. Nhìn nghiêng ấy thì mới thấy cái kim giờ ấy lúc chạy cao lúc thấp. Đó. Cũng tức là nó không ổn. Có vấn đề. Rồi. Bây giờ em sẽ tháo tạm cái kim dây ra. Và kim phút ra. Đó. Mình sẽ lấy lệch cho một tí. Đấy, và mình đưa cái nhổ kim vào. Cái nhổ kim ra. Đấy, mình để mỗi cái kim giờ thôi, tại vì mình không động chạm gì đến cái phần trên, mình chỉ để có kim giờ thôi. Đó. Rồi, em sẽ tháo tiếp, tháo tung phần máy ra nhá. Để kiểm tra xem là nó bị làm sao. Nó có 3 con ốc này. Thì mình sẽ tháo 3 con ốc này ra. Ba con ốc giữ máy đấy. Đó. Khi nó xả hết cót rồi thì mình mới tháo được ra nhé. Còn không xả hết cót mà mình tháo ra ấy thì nó sẽ làm cho cái bánh răng này bị gãy, nó văng. Đó. Đây phần máy của nó. Và em sẽ để vào chính cái căn nhựa của nó này. Mình lấy chính cái căn nhựa của nó làm cái giá để. Đấy, và bây giờ sẽ kiểm tra từng bánh răng một,
xem nó bị làm sao, có bị mẻ bánh răng nào không. Đấy, mấy cái quan sát thật kỹ. Những cái bánh này rất ít khi nó bị này. À, rất ít khi bị nhé. Đấy, không làm sao cả nhá. Bây giờ em kiểm tra tiếp hai ba bánh răng này. Nhiều bệnh ấy, nó kể cả mình không nhìn thấy nhưng mà tức là không nhìn thấy được, nhưng mà bằng kinh nghiệm thì mình mới bắt được bệnh. Hai bánh răng không làm sao này. À, mình kiểm tra từng bánh răng một. Tiếp này đến bánh gai này. Bánh gai này rất quan trọng này. Nó vênh váo bánh gai này cũng toi đấy. Đấy, bánh gai này mới thay này. Đấy. Học có không vấn đề gì cả. À, vậy thì máy này em nhìn kiểm tra qua thì không thấy bánh răng này bị làm sao cả. Nhưng nó lại hay chết vặt. Đúng không? Hay chết vặt lúc chạy lúc chết, lúc cứ chạy một lúc lại chết. Đấy, thì những cái bộ phận lớn này không làm sao. Thì nó chỉ còn hai cái bộ phận chính hoặc là hay bị, đó chính là cái này. Đó là cái này. Và cái này. Đó, hai bộ phận hay bị. Đó. Và thông thường ấy thì cái bánh này nó bị bánh gai mà nó bị vênh ấy, nó đảo giống như kiểu vành xe nó đảo ấy, thì mình cũng không thể nhìn thấy được. À, mình chỉ có test thử kiểm tra, nếu mà thay nó sẽ ok được ấy là cái này. À, còn nếu mà vẫn chết vặt ấy, chết vặt nhá, thì các bác phải thay cái này. Đó, cái này này, cái này gọi là kim ly này. Em sẽ lấy cái bánh răng bánh này khác để thay nhá. Đây, cái bánh mới em thay này. Đây cái bánh mới đây nhá. Bây giờ em sẽ lắp cái bánh này vào thay cho cái bánh cũ của nó. Này cái cũ của nó đây. À, cái này không thể nhìn thấy đâu. Các bác thay kinh nghiệm thôi. Đó. Kinh nghiệm của em thấy là nó hay bị chết vặt bởi cái bánh kim ly này. Kim ly hay gọi là kim dây đấy. Đó. Thì mình sẽ thay cái này. Và bây giờ mình sẽ lắp vào và mình theo dõi. À. Đây nhá, lắp vào để theo dõi. Đó. Thì ạ. Đấy, và bây giờ lắp vào để theo dõi. Đấy, các bác thấy là nó rất là mất công cầu kỳ đúng không? Nó không đơn giản đâu. Nhiều bệnh thì mình nhìn ra được ngay, nhưng mà nhiều bệnh thì mình không thể nào nhìn ra được, mà chỉ bằng kinh nghiệm thôi. Ví dụ như cái bệnh này chẳng hạn. Đấy, nó chết vặt mà nhìn cái bánh răng không vấn đề gì cả, rất là ngon lành. Đấy, thì nó bị kim ly, hay gọi là kim dây đấy nhá. À, kim dây, người ta gọi là kim ly. Lắp cái đồng hồ cơ tàu này thì cũng rất là khó lắp đấy. À, ngay cả thợ cũng còn đang khóc mướt mắt, mướt mồ hôi để lắp cái đồng hồ này. À, còn những người không chuyên mà lắp cái này chỉ có gãy bánh răng, cam đoan luôn. Chỉ cần tháo ra lắp vào cũng gãy bánh răng chứ đừng có nó nói. À, và bây giờ em sẽ lắp vào. Đấy, và sau khi mà mình lắp vào rồi mình chỉ xe cót làm sao cho cái bánh gai nó quay được như này. Đấy, bánh gai nó quay được như này nhá thì mới là ok nhá. Đấy, mình lên cót tay này. Đấy, nó phải quay tít mù này. Đấy, bác thấy không? Thì bắt đầu mình mới lắp ngựa vào nhá, lắp băng ngựa vào. Đấy. Con ngựa này cẩn thận, ngựa tàu này cẩn thận.
không thì nó sẽ gãy ngay lập tức. Đấy. Và sau khi lắp xong con ngựa này mình sẽ test thử đây này, con ngựa đá này, này. Thì mình mới lắp tóc vào nhá. Nếu ngựa không đá thì đừng có lắp vào nhé các bác, đừng có cố nhá. Đó, con ngựa nó phải đá như thế thì mình mới lắp vào được. Bây giờ em sẽ lắp cái tóc vào. Đó. Từng bước một mình làm ngon lành nhé thì rất là ok. Đó, các bạn thấy nó đã chạy rồi đúng không? Đấy, thì mình thấy xả cót rồi thì mình mới lắp ngựa. Và ngựa đá rồi thì mình mới lắp tóc. Đó là nguyên tắc của cái đồng hồ cơ. Đấy, các bạn thấy đã chạy rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ để nó chạy như này để theo dõi nó chạy như thế nào, được chưa?